Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể fix lỗi mạng trên Roblox nha. Bình thường mà anh em hay chơi Blockfoot hay là gì đó thì anh em hay gặp cái trường hợp mà gọi là mạng lag á, tức là ping nó cứ cao hơn 1.000 đúng không ạ? Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể fix được cái lỗi mạng đó. Dù mạng anh em vẫn mạnh nhưng mà vô Roblox thì nó vẫn bị yếu, à nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn. Đầu tiên các bạn bấm tìm kiếm control panel đây, bấm vào này nha. Sau đó anh em bấm vào System and Security. Này áp dụng được cho cả Windows 10, Windows 7 được luôn nha. Bấm vào đây. Rồi anh em bấm vào Windows Defender Firewall nha. Bấm vào đây. Rồi sau đó thì anh em bấm vào Advanced Settings. Bấm vào đây nha. Thì anh em bấm vào Input Rules. Anh em bấm vào đây nha. Bấm vào đây. Rồi sau đó anh em bấm vào cái nút New Rules. Cái này đảm bảo là anh em phải bật tường lửa thì nó mới hoạt động nha. Rồi anh em chọn Port Next. Anh em sẽ chọn là UDP và anh em sẽ nhập một cái mã port vô đây. Nhập đúng mã port mới kết nối mạnh nha. Không nhập được thì nó sẽ không kết nối được đâu. Nhập chính xác nha các bạn. Nhập từng ký tự đúng số luôn nha. Anh em nhập là anh em nhập theo mình như thế này. 49152 gạch 65535 đó. Anh em là dễ, anh em bấm next. Anh em cứ để yên allow the connection nha. Anh em cứ để vậy. Anh em tick hết cái này. Ở cái phần này cũng khá là quan trọng này, anh em phải đặt tên cho nó bắt buộc nha. Bắt buộc phải đặt tên cho nó, ví dụ như là đặt tên là Roblox ping fix. Đặt tên gì cũng được. Và bấm finish. Ok. Vậy là anh em đã có thể fix được cái lỗi mạng trên Roblox rồi. Khi nó có dấu dấu tích này nè thì anh em đã hoàn thành rồi nha. Làm vậy thì mới có thể fix được ping. Ping nó sẽ giảm xuống và anh em có thể chơi được mượt hơn. Việc mà anh em chơi Blockfoot bị lag đó là chỉ cần bước này thôi là anh em có thể sửa được cái mạng lag của Roblox. Ok, video này cũng khá là ngắn, thì chỉ hướng dẫn vài bước đơn giản thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Nếu như thấy hay đừng quên để lại cho mình một cái nút like, một nút cộng thêm một nút đăng ký nữa để giúp mình làm thêm nhiều thêm video hướng dẫn hơn nữa nha, làm thêm nhiều video hướng dẫn nữa cho các bạn xem đó. Ok, mình có thể sẽ quay lại một lần nữa bằng một video khác. Anh em nhớ bấm nút đăng ký nhiều lên để mình làm thêm nhiều video nữa nha. Ok, cảm ơn các bạn.